Bản tin Bộ Y tế về tình hình chống dịch COVID-19 tại Việt Nam ngày 23 tháng 7 như sau. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.767.200 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 9.328 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 9.851.504 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 37 ca. Từ 17 giờ 30 phút ngày 22 tháng 7 đến 17 giờ 30 phút ngày 23 tháng 7 không ghi nhận ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.092 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 22 tháng 7 có 822.240 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 242.303.027 liều.